Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu 17 tháng 8 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: Tin Công Giáo, Suy Niệm Lời Chúa, Câu Chuyện Đó Đây, Thánh Động Trong Ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thêm theo dõi bản tin Công Giáo. 480.000 chỗ đã được giữ cho thánh lễ của Đức Francisco tại Dublin. Đức Thánh quanh biển Galilee làm sống lại những phép lạ của Đức Kitô. Cuốn sách mới nhằm truyền cảm hứng cho xã hội hiện đại thông qua mẫu gương của Dorothy Day. Đức Hồng Y dẫn đầu chiến dịch Pakistan xanh. Đức Hồng Y của Myanmar ủng hộ lập trường phản đối án tử hình của Đức Thánh Cha. Bốn trăm tám mươi ngàn chỗ đã được giữ cho thánh lễ của Đức Francisco tại Dublin. Ngày 3 tháng 7 2018, nhật báo The Irish cho biết 480.000 giáo dân đã giữ vé để tham dự thánh lễ kết thúc Đại hội Gia đình Thế giới ngày 26 tháng 8 tại Phoenix Park do Đức Giáo Hoàng cử hành. Ngày 25 tháng 6, 250.000 vé tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành được đưa lên mạng để phát hành. Một tuần sau, 96% vé đã được giữ. Cũng vậy, 45.000 vé tham dự kinh truyền tin với Đức Francisco ở đền thánh Đức Mẹ Knock sáng 26 tháng 8 cũng đã được giữ, chỉ nội trong vòng một ngày là không còn vé nào. Còn lễ hội gia đình tối thứ Bảy 25 tháng 8 thì các chỗ chia đều cho các giáo phận, các nhóm hỗ trợ, các người sống bên lề xã hội và các gia đình tham dự ngày Đại hội Gia đình Thế giới. Tuy nhiên, ban tổ chức dự trù sẽ có một số lượng rất đông sẽ tham dự ngày khai mạc, có thể lên đến 34.000 người. Chủ đề Đại hội Gia đình Thế giới năm nay là Tin Mừng của Gia đình, Niềm Vui của Mọi Người. Đức Thánh quanh biển Galilee làm sống lại những phép lạ của Đức Kitô. Một trong những trải nghiệm có tác động lớn nhất đối với khách hành hương đi đến Đức Thánh, đang viếng thăm những nơi mà Đức Kitô rao giảng. Những địa điểm tự nhiên này không thay đổi nhiều dù trải qua bao năm, giống những nơi như Jerusalem, Bethlehem hoặc Nazareth. Du khách thật dễ dàng tưởng tượng ra Chúa Giêsu đang che chắn cơn bão trên biển Galilee vào một ngày mưa hoặc câu cá. Chính xác đó là một chiếc thuyền đã được bảo quản như thế nào, được moi lên vô cùng thận trọng từ hồ. Nó có niên đại từ thế kỷ thứ nhất và phần còn lại của nó đã được duy trì nhờ bùn đã ngăn chặn sự suy thoái của nó. Con tàu này cho thấy một ý tưởng rõ ràng về những gì mà những thuyền lớn giống như khi Chúa Kitô đi thuyền trên những vùng biển này cùng với các môn đệ của Ngài. Chiếc thuyền được tìm thấy vào năm 1986 trong một đợt hạn hán nghiêm trọng. Để tránh làm gỗ bị phân hủy khi tiếp xúc với oxy, nó đã trải qua một quá trình bảo tồn phức tạp. Giữ trong ký ức về biển Galilee, một quang cảnh hành hương cảm động khác là núi Tám Mối Phúc Thực. Nhiều người ở đây đã cảm động đến rơi nước mắt khi nhận ra rằng Đức Kitô đã ban bài giảng trên núi ở đây. Thật cảm động khi thấy những nơi mà thật sự Chúa Giêsu Kitô đã đi qua và thấy những nơi mà các Kitô hữu phải chịu đựng đau khổ và chết vì nguyên nhân mà họ đã tin tưởng. Thật là một phép lạ khi tôi ở đây và trải nghiệm đi qua những nơi mà Chúa Giêsu đã bước đi, suy nghĩ về lời nói của Người và suy ngẫm về những điều đó, và nó khiến tôi gần gũi hơn với Chúa chúng ta. Tôi có một người cha ốm nặng ở nhà, và vì vậy cảm thấy sự hiện diện của Chúa đang an ủi khi tôi ở đây, bước đi trên những dấu chân của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Sau khi hồi tưởng về các phước lành, tiếp tục trên con đường này quanh hồ, một địa điểm quan trọng khác là nhà thờ Multiplication, nơi mà Đức Kitô đã làm phép lạ cá và bánh. Những khảm Byzantine từ thế kỷ thứ 5 cho thấy điều kỳ diệu này. Trong giỏ chỉ có 4 ổ bánh
Mặc dù Kinh Thánh nói có 5 cái, đó là cách nói bởi vì ổ bánh mì thứ 5 là ổ bánh của sự sống, chính là Đức Kitô. Cầu nguyện ở đây là tự phát, cho dù trong sự suy niệm thầm lặng hay bằng hình thức ca hát, giống như nhóm người hành hương từ Pekin. Phần cuối cùng của chuyến đi này là sông Jordan, nơi chia sẻ vùng biển với hồ Tiberia. Ở đây, những khách hành hương có thể chịu phép rửa trên cùng một nơi với chính Đức Kitô. Đó là một con sông, nơi mà mặc dù đã trải qua nhiều thế kỷ, nhiều người vẫn có thể nâng trọng lượng khỏi vai của mình bằng cách bắt đầu lại sau khi mất đi. Cuốn sách mới nhằm truyền cảm hứng cho xã hội hiện đại thông qua mẫu gương của Dorothy Day. Dorothy Day là một trong những người công giáo nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Khi án phong thánh của bà tiếp tục, một cuốn sách mới tìm cách thông báo cho công chúng về nguồn gốc sứ mệnh của Day và truyền cảm hứng cho trạng thái thi đua của nó ngày nay. Terence Wright, tác giả Dorothy Day, giới thiệu về cuộc đời và tư tưởng của bà. Nếu chúng ta nghĩ về các thánh nhân như cho chúng ta một cuộc sống đức hạnh mà chúng ta có thể noi gương, tôi nghĩ bà là một mẫu mực sâu sắc quan trọng đối với xã hội đương đại của chúng ta. Cả trong cách sống mà bà đã dẫn dắt và thấy lòng thương xót của Thiên Chúa để thay đổi cuộc sống đó, và cũng như nhân chứng hàng ngày cho nghĩa vụ của chúng ta đối với người khác, một nhân chứng hàng ngày cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội. Sau nhiều khó khăn lúc trẻ tuổi, gồm những mối quan hệ thất bại, phá thai và tính toán tự tử, Đê đã chuyển đổi sang đạo Công giáo. Xem sự ra đời của con gái mình như là một ví dụ cụ thể về tình yêu của Thiên Chúa, bà cảm thấy được mời gọi để thể hiện lòng thương xót của người cho người khác. Đê tiếp tục cống hiến đời mình cho những người kém may mắn và trở thành một nhà hoạt động mạnh mẽ. Còn sử dụng trải nghiệm của mình là một nhà văn để suy ngẫm tâm linh. Terence Wright, tác giả Dorothy Day, giới thiệu về cuộc đời và tư tưởng của bà cho biết, các tác phẩm của bà, ngay cả những tác phẩm được coi là những tác phẩm tâm linh rất cụ thể dựa trên những điển hình thực tế, theo cách đó chúng rất hấp dẫn, bà thấy nó như một cơ hội để thực thi những việc làm tinh thần của lòng thương xót, để xua tan nghi ngờ, để an ủi nỗi buồn, để khuyên nhủ tội nhân. Với tác phẩm này, tác giả hy vọng sẽ làm sáng tỏ thêm về triết lý của người tôi tớ Dorothy Day của Thiên Chúa, người đã được truyền cảm hứng từ Thánh Francisco Assisi và người mà chắc chắn đã truyền cảm hứng trùng với tên của Ngài. Đức Hồng Y dẫn đầu chiến dịch Pakistan Xanh. Các tổ chức giáo hội và thế tục ủng hộ chiến dịch trồng cây bảo vệ môi trường. Đức Hồng Y Joseph Counts của Pakistan trồng cây tại nhà thờ chính tòa thánh Patrick ở Karachi, khai mạc chiến dịch trồng cây vì Pakistan do giáo hội công giáo phát động trong thành phố cảng này. Cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, Đức Hồng Y phát biểu với khoảng 200 người tham dự sự kiện hôm Chủ nhật. Ngài nói thêm, chặt cây tùy tiện gây suy thoái môi trường và cả bầu khí quyển. Đức Hồng Y Counts còn thể hiện lòng cảm kích về sự ủng hộ chiến dịch trồng cây của các tổ chức khác như Caritas Pakistan, tổ chức bác ái xã hội của Công giáo. Ngài còn kêu gọi trồng thêm nhiều cây xung quanh nhà dân, cũng như tại nhà thờ chính tòa. Đất nước chúng ta đang đối mặt tình trạng thiếu nước, và việc này sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối, Đức Hồng Y nói. Ngài cho rằng mưa ít trong 11 tháng qua, một phần là do biến đổi khí hậu liên quan đến chặt cây ở cả nông thôn lẫn thành thị. Marsano, thư ký điều hành Caritas Karachi cho biết, nhân viên tại các khu phức hợp văn phòng tư nhân cũng như nhà nước trong những tháng gần đây cố gắng trồng thật nhiều cây để chống đợt nắng nóng đang diễn ra ở Karachi. Ông cho biết, trong năm nay, Caritas Karachi đã trồng hơn 30.000 cây xanh. Hoạt động trồng cây cũng diễn ra tại nhiều trường học phổ thông, trường đại học và nhà thờ. Chiến dịch trồng cây do Đức Hồng Y Counts phát động năm 2016 và dự kiến tiếp tục cho đến tháng 12-2019. Ông Noor nói, mục tiêu của Caritas Pakistan là trồng hơn 1,5 triệu cây xanh trong thành phố Karachi và 10 triệu cây tại Pakistan. Trong giáo phận Hyderabad thuộc miền nam quốc gia này, một nhóm thừa sai dòng Columban
đã trồng khoảng 700 cây xanh, bao gồm một số cây ở các trường học. Giáo lý viên Sokhat Sajat dẫn đầu chiến dịch trồng cây trong thành phố Badin thuộc cận tỉnh Sindh. Ông kêu gọi các gia đình sống gần đó chăm sóc các cây vừa mới trồng và thường xuyên tưới nước cho cây. Cần trồng cây để chúng ta có sức khỏe tốt và một môi trường trong sạch, và còn giữ cho thời tiết và khí hậu được ổn định. Mục tiêu là trồng 1.000 cây xanh từ tháng 6 đến cuối tháng 8, Sajat cho biết thêm. Đức Hồng Y của Myanmar ủng hộ lập trường phản đối án tử hình của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Sakbo của Yangon ở Myanmar khen ngợi việc Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố áp dụng hình phạt tử hình là luôn ghê tởm. Giáo hội Công giáo không bao giờ thay đổi niềm tin cơ bản vào quyền được sống, Đức Hồng Y Bo nói trong thông cáo phát hành hôm 10 tháng 8. Ngay cả những người phạm các tội cực kỳ tàn ác cũng có quyền được sống. Đức Hồng Y nói tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề này là sự khẳng định giáo hội theo quan điểm luân lý. Hôm 2 tháng 8, Vatican thông qua phần thay đổi trong sách giáo lý Công giáo vốn trước đây chấp nhận án tử hình như là sự chọn lựa cuối cùng. Bản văn mới thừa nhận phẩm giá của con người không bị đánh mất ngay cả sau khi phạm các tội rất nghiêm trọng. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định án tử hình cơ bản đi ngược lại giáo huấn của Đức Kitô vì nó loại trừ khả năng chuộc tội, không mang lại công lý cho nạn nhân và nuôi dưỡng tư tưởng báo thù. Đức Hồng Ibo, 70 tuổi, nói rõ trong thông cáo rằng nô lệ hóa con người, phân biệt đối xử và xung đột bạo lực cũng như lạm dụng phụ nữ và trẻ em trong ngành mại dâm có thể tạo ra một hình thức tuyên án tử hình cho các nạn nhân. Ngài giải thích thêm, các môn võ thuật như kickboxing dẫn đến việc hợp pháp hóa bạo lực như là môn thể thao và trò tiêu khiển các vô lý. Các xã hội văn minh cần tránh xa các môn thể thao mang rợ này, khiêu khích hành vi bạo lực, đặc biệt là nơi trẻ em, và có thể gián tiếp dẫn đến các vụ giết người hàng loạt. Đức Hồng Ibo kêu gọi. Con đường trước đây là xấu nên cứ cắm đầu bước trong lầm lỗi không màng tương lai, vì con không nhớ xác thân của con qua chẳng bao giờ ta ngỡ. Đức Giêsu và trẻ em. Matthew chương 19 từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la dạy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. Vẻ đẹp của tâm hồn trẻ thơ. Mẹ Teresa kể lại, khi biết mẹ sắp đi cứu trợ ở Ethiopia, nơi đang gặp nạn đói lớn, một em bé đến trao cho mẹ một thanh kẹo sô-cô-la và nói, mẹ Teresa ơi, mẹ làm ơn đem thanh kẹo sô-cô-la này cho một em nhỏ nào đó ở Ethiopia giùm con nhé. Em bé này không có nhiều để chạy theo số lượng, cũng không có tham vọng để mang bệnh thành tích. Món quà chẳng đáng là bao của em bày tỏ một tấm lòng quảng đại, thật thà đơn sơ, thế mà đó lại là một nhân tố tâm hồn mà Chúa Giêsu coi là điều kiện thiết yếu để được vào nước trời. Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Tâm hồn trẻ thơ chứa đựng vẻ đẹp mà Thiên Chúa ưa thích, đó là sự đơn sơ, trong trắng,
tin tưởng phó thác nơi Ngài. Thật đáng ngại khi tâm hồn tôi đang bị hoen ố bởi những màu sắc u ám đối nghịch với vẻ đẹp trong sáng đó. Tôi phải tẩy rửa lòng mình, sạch cái tôi tự ái, ích kỷ, kiêu căng, vụ lợi, để phục hồi vẻ đẹp tâm hồn trẻ thơ. Có như thế nước trời mới trị đến như lòng Chúa mong muốn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống với mẹ Maria và Thánh Giuse như một người con hiếu thảo vâng lời. Chúa thấu suốt lòng dạ con người và Chúa yêu quý những tâm hồn đơn sơ nhỏ bé. Xin cho con, dù đang ở đâu và làm công việc gì, luôn biết đặt mình trước tôn nhan Chúa và luôn sống dưới cái nhìn đầy âu yếm và yêu thương của Chúa. Amen. Vì con không nhớ lúc con lầm lỗi Chúa thêm đau buồn. Nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ Tiếp theo là chuyên mục câu chuyện đó đây, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Một nhà hoạt động bị Việt Nam tuyên án 20 năm tù, theo VOA Việt ngữ. Tòa án tỉnh Nghệ An hôm 16 tháng 8 đưa ra bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo video trên YouTube của truyền hình Thông Tấn. Sau khi kết thúc phiên xử, luật sư Đặng Đình Mạnh cho VOA biết bản án này rất là nặng so với các vụ án có cùng tội danh gần đây. Bản án bất công đối với lại ông Lượng. Với những chứng cứ của hồ sơ, tôi thấy rằng là không đủ chứng cứ mà để mà sử dụng những cái tội danh là như vậy. Luật sư này cũng cho rằng viện kiểm sát đã đưa ra các chứng cứ rất mơ hồ để buộc tội ông Lượng. Trả lời phỏng vấn Reuters, luật sư Hà Huy Sơn, người cùng bào chữa cho ông Lượng, cho biết rằng hội đồng xét xử không có đủ chứng cứ để buộc tội ông Lượng. Cũng theo hãng tin Anh, luật sư Sơn cho biết thân chủ của ông không nhận tội và sẽ kháng cáo. Báo Nghệ An hôm 16 tháng 8 nói ông Lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã lôi kéo rủ rỗ người khác tham gia vào tổ chức này nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân, xóa bỏ chính thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết ông Lượng đã lợi dụng cái gọi là bảo vệ môi trường cùng một số đối tượng phản động chống đối khác đã kích động tuần hành biểu tình phản đối Formosa, gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông. Trước và sau phiên xử ông Lượng, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy các cáo buộc có động cơ chính trị đối với cựu chiến binh, nhà hoạt động bảo vệ môi trường này và phóng thích ông ngay lập tức. Giới chức Việt Nam kêu gọi thanh niên Việt Trung hợp tác chiếm lĩnh không gian mạng, theo VOA Việt ngữ. Một quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 8 kêu gọi đoàn viên thanh niên Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc hợp tác với nhau về chiếm lĩnh không gian mạng, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Các báo cho hay, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, bày tỏ mong muốn quan hệ của đoàn thanh niên hai nước Việt Trung tăng cường theo chiều sâu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về những vấn đề mới như thanh niên chiếm lĩnh không gian mạng như thế nào, ứng xử như thế nào với cách mạng công nghiệp 4.0. Khi tiếp đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Trung Quốc do Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, Phó Chấn Ban làm trưởng đoàn. Từ cuối năm ngoái, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thuộc Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa từng loan báo là 10.000 người trong quân đội mang tên lực lượng 47 là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng. Phát biểu mới đây của quan chức Đảng Cộng sản Hoàng Bình Quân cho thấy là Việt Nam dường như muốn đẩy mạnh việc tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc để huy động 6,4 triệu đoàn viên phối hợp với lực lượng 47 kiểm duyệt ý kiến người dân trao đổi trên Internet.
Song song với việc triển khai lực lượng tuyên truyền viên, dư luận viên, nhà nước Việt Nam cũng xây dựng các luật để tăng cường kiểm soát thông tin trên mạng. Mà gần đây nhất là tháng 7 năm nay, Quốc hội vừa thông qua luật an ninh mạng, cho phép Bộ Công an quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với việc kiểm duyệt trên mạng. Tính đến cuối năm ngoái, Việt Nam có 64 triệu người dùng Internet, đứng thứ 6 châu Á và thứ 12 trên thế giới. Slovakia định cho phép 44 người tiết lộ bí mật vụ Trịnh Xuân Thanh, theo VOA Việt ngữ. Tổng công tố Slovakia vừa cho biết, ông dự định cho phép 44 người được miễn trừ khỏi quy chế giữ bí mật trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, để không ai có thể nói rằng chúng tôi đã không làm những việc cần làm. Trang Thời Đình của Cộng hòa Séc ngày 14 tháng 8 loan tin. Đây sẽ là nhóm viên chức thứ hai của Slovakia được mở khóa để tiết lộ các tình tiết về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nếu như dự tính của Tổng công tố Jaromír Signer trở thành hiện thực. Trước đó, 14 cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức Việt Nam trong chuyến công tác tại Slovakia được tân Bộ trưởng Nội vụ Slovakia cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, dẫn đến nhiều tình tiết về quy trình áp tải Trịnh Xuân Thanh tại Slovakia được tiết lộ. Chính phủ Slovakia hiện đối mặt với cáo buộc là tiếp tay với mật vụ Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc như thời chiến tranh lạnh. Nghị viện và các cơ quan chính phủ Slovakia buộc phải vào cuộc để điều tra chứng minh sự trong sạch, sau khi phía Đức đưa ra nhiều bằng chứng và tuyên án bị cáo đầu tiên trong vụ này là Nguyễn Hải Long với án tù 3 năm 10 tháng. Trả lời VOA ngày 14 tháng 8, Bộ Nội vụ Slovakia khẳng định đang hợp tác với các đồng nghiệp Đức trong việc điều tra vụ bắt cóc đã gây rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa một số nước châu Âu với Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng công tố Slovakia ngày 13 tháng 8 cho biết là phía Đức không hứng thú với việc lập tổ điều tra chung với Slovakia. Theo tố cáo của Đức, Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Petro Việt Nam, bị Việt Nam bắt cóc ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Hà Nội nói ông Thanh tự nguyện về đầu thú, sau đó tuyên ông hai án tù chung thân vào đầu năm nay vì tội tham ô. Phong Khách mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con, tình đêm về tâm tư thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì, cõi lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt mù nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyên sao vội. Tháng ngày dài bao nỗi gian nan, bước đường đời muôn lối con đi, đời phong trần tha phương lưỡng thứ. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Mắt lệ còn ngước trông lên, giữa đời còn vẫn lây đây. Ngày qua ngày tim con háo thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi.
lòng ao ước suốt đời con kiếm tìm tìm Chúa mãi luôn không thôi tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyến sao vội. Văn sĩ người Pháp Alexandre Biron qua đời năm 1773, thường có thói quen đi dạo trong một khu rừng giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đang đi dạo trong khu rừng, một vài người đến gần ông ngã nón chào, cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. Ông mong sao một số bạn bè trong văn giới chứng kiến cảnh tượng này để thấy được vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say sưa với bả vinh hoa thì chợt một đám người đang bái chào ông. Một lão bà để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào, rồi tiến đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói trong miệng mà nhà văn không hiểu được, rồi ngước mắt nhìn lên cao. Ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão, nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao, phía trên tường. Lúc bấy giờ ông mới khám phá ra rằng, trên đầu ông có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng này dừng lại không phải để tỏ lòng mộ mến đối với ông, mà chính là tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giêsu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, Alexandre Biron đứng dậy bỏ đi nơi khác. Sợ dĩ Chúa Giêsu đã có thái độ gay gắt đối với những người biệt phái giả hình là bởi vì họ muốn chiếm đoạt vinh dự của Thiên Chúa. Họ cũng giống như văn sĩ Alexandre Biron trong câu chuyện trên đây. Người ta đến bái chào Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng ông lại muốn dành cho mình vinh dự ấy. Những người biệt phái giả hình cũng giống như con lừa mà Chúa Giêsu dùng để cưỡi vào thành Jerusalem. Dựa những tiếng reo hò dân chúng dành cho Chúa Giêsu, con lừa cứ nghĩ rằng nó là một anh hùng oai phong lẫm liệt. Khao khát danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp, mà còn tước đoạt chính vinh quang của Chúa. Chúa Giêsu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân, và do đó cũng quy mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng, là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu đã vạch cho chúng ta con đường được sống trọn vẹn ơn gọi làm người. Đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. Sống cho Thiên Chúa là luôn tìm thấy thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài. Suốt đời con kiếm tìm tìm Chúa mãi luôn không thôi tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý khán giả luôn được tràn đầy tình yêu của Đức Kitô. Con luôn trông mong nơi Ngài, đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong. Bye.
con nắng hoa sinh tươi.